Con bị viêm tai giữa thì phải làm gì? Cùng tìm hiểu bác Thắng trong video này thôi. Thế việc đầu tiên thì viêm tai giữa có kinh khủng hay không? Thì thực ra viêm tai giữa là một cái nhiễm khuẩn không hề nhẹ ở với các em bé, được gọi là biến chứng của viêm mũi họng. Biến chứng thì là nguy hiểm rồi đúng không các bạn? Nhưng thực ra ấy, tỷ lệ trẻ em bị viêm tai giữa là khá cao. Cái này nó liên quan đến cái việc là độ tuổi của các bạn nhỏ, dưới 2 tuổi là độ tuổi của viêm mũi họng, nó ốm suốt ngày mà, cứ tháng ốm lần. Rồi cái đặc điểm giải phẫu về cái vùng tai mũi họng của em bé ở thời điểm này rất dễ dẫn đến viêm tai giữa. Và có rất nhiều em bé viêm tai giữa ngày nhỏ nhưng bố mẹ không hề biết, không đi khám mà không biết, cho đến khi đến khám bác sĩ thì bác sĩ soi và nhìn trên tai bé nó đã có những cái sẹo nhĩ và màng nhĩ nó không còn trong nữa rồi, thì mới nhận định à, trong quá khứ em đã từng bị viêm tai. Thế nên là việc đầu tiên thì viêm tai giữa thì hay xảy ra, không phải là mình con các bạn bị đâu, thế nhưng mà nó cũng là một biến chứng nguy hiểm. Vậy thì làm thế nào để con mình ít viêm tai giữa hơn? Thì các bạn chú ý 3 vấn đề như sau nhé. Vấn đề số 1 này, đó là thuốc lá. Có nghĩa là sao? Nếu trong gia đình bạn, người thân của bạn, đặc biệt là bố, rồi ông nội, ông ngoại đó, những người mà hay bế bé, đàn ông đó, Việt Nam mình 38% đàn ông là hút thuốc mà, hút thuốc lá, thuốc lào, đấy, hoặc là mấy cái loại thuốc gì đó, thì làm tăng cái tỷ lệ viêm tai giữa của các em bé lên rất nhiều. No, God, please, no, no! Vì việc em bé hít liên tục những cái khói thuốc này, mà khói thuốc này không phải là rằng hút ở trong phòng đâu, mà đôi khi là hít ở hơi thở của ông, hít ở đầu tóc quần áo của bố chẳng hạn, thế cũng làm cho em bé dễ bị viêm mũi và viêm mũi kéo dài gây ra viêm tai giữa. Thế nên là nếu mà con bạn bị viêm tai giữa thì phải tránh xa khói thuốc nhé. Cái số 1, cái này đầu tiên này mà cực kỳ phổ biến ở Việt Nam, đó là khói thuốc. Cái số 2 đó là cái việc vệ sinh mũi cho em bé mỗi đợt viêm là cực kỳ quan trọng. Có hai trường phái của các mẹ này, là một bên thì bảo là vệ sinh mũi nhiều thì con mất hết lớp niêm dịch thì không bảo vệ được mũi. Ngược lại có một nhóm đó là rửa mũi suốt ngày. Thì thực ra là cả hai nhóm này đều không chính xác các bạn nhé. Nhất là không ai khuyên các mẹ phải rửa mũi cho con hàng ngày, nhưng vào cái ngày con bị viêm ấy, bị khụt hít ấy, thì mẹ cần phải hút mũi, vệ sinh mũi cho con. Cái nhóm số 2 là rửa hàng ngày thì cũng không đúng nhé. Và quan trọng nhất ấy, là khi vệ sinh mũi cho các em bé thì chúng ta phải lựa chọn cái phương pháp phù hợp với lứa tuổi của con. Ví dụ như với những em bé mà dưới 2 tuổi ấy, thì bác sĩ Thắng chỉ khuyên là các bạn nhỏ nước muối, xịt nước muối, có thể hút ra hoặc không, nếu con nhiều mũi thì hút ra cho con, còn không nhiều mũi thì không cần, con tự nuốt cái dịch đó đi. Không rửa bằng cách bơm từ bên này sang bên kia hoặc rửa bằng các loại bình. Các bé lớn hơn một chút, hợp tác hơn một chút thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng phương pháp bơm rửa như thế, nhưng tốt nhất là không dùng, cũng hút cho con thôi. Đến khi con trên 6 tuổi thì mua cái bình với khối lượng là khoảng 120ml, bình người lớn là 240 thì bình trẻ con là 120, và để cho em bé tự rửa chứ không bơm cho con. Vì sao? Đa phần chúng ta bơm là bơm mạnh quá thì con bị đau lên tai. Có một cái động tác mà bố mẹ thường rất hay làm sai, đó là khi các con ấy bị viêm mũi thì bảo con xì đi, xì cho mạnh vào, thì cái việc xì mũi đó làm cho bé có nguy cơ bị viêm tai giữa tăng lên. Thế nên là gì? Hút mũi cho con, vệ sinh mũi cho con đúng cách là rất tốt. Và cái số 3 cuối cùng là như thế này. Có rất là nhiều bố mẹ nghĩ rằng là cứ viêm tai giữa thì phải uống kháng sinh. Câu trả lời này là không chính xác các bạn nhé. Có rất nhiều loại viêm tai giữa khác nhau, và chỉ có khi nào mà viêm tai giữa mủ, viêm tai giữa dọa vỡ thì mới phải dùng kháng sinh, có nghĩa là có dấu hiệu nhiễm khuẩn. Còn đa phần khi các em bé bị có mũi dịch lên tai, nhưng những cái này chỉ là dịch trong, dịch nhầy thôi, thì hoàn toàn có thể điều trị mà không cần dùng đến kháng sinh cũng như các thuốc corticoid, và đôi khi em bé còn tự khỏi. Chính vì thế chúng ta hãy bình tĩnh và có sự hợp tác giữa bác sĩ và nhà mình để tránh việc là con sử dụng quá nhiều thuốc. Vì sao? Vì con dùng nhiều thuốc, cứ điều trị sử dụng nhiều thuốc, các thuốc kháng viêm corticoid, kháng sinh nhiều thì đề kháng còn kém. Đề kháng kém thì càng dễ bị viêm hơn và dễ bị viêm tai giữa tái lại. Đó là những thứ mà chúng ta cần lưu ý khi chăm sóc một em bé bị viêm tai giữa.